Công tác thu chi của các trường học luôn là vấn đề được phụ huynh học sinh đặc biệt quan tâm. Để tránh bức xúc trong dư luận, tạo sự yên tâm, tin tưởng từ phụ huynh, các trường học trên địa bàn tỉnh đã triển khai kế hoạch thu đầu năm đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng quy định. Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Phúc Yên, trường tiểu học Nam Viêm đã lập dự toán thu chi, tổ chức họp phụ huynh học sinh để phụ huynh được tham gia đóng góp ý kiến. Ngoài các khoản thu theo quy định, những khoản thu thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh học sinh nhằm phục vụ trực tiếp cho học sinh đều được các trường học xây dựng trên cơ sở phù hợp với điều kiện của người dân địa phương và được bàn bạc thống nhất trước khi thu. Các khoản thu đều thực hiện qua hệ thống ngân hàng nhằm đảm bảo tính minh bạch. Trường tiểu học Nam Viêm của chúng tôi cũng đã nhận được 100% cái sự đồng thuận của phụ huynh học sinh về các cái khoản thu thỏa thuận, và chúng tôi cũng thu ở cái mức là tối thiểu nhất. Có những mục thì là dưới cái mức tối thiểu theo quy định. Còn đối cái khoản thu điều hòa năm học 2024-2025 thì nhà trường không thu, bởi vì các em đã được sự ủng hộ của các anh chị từ lớp 5 năm học 2023-2024 tặng lại rồi. Năm học 2024-2025, trường trung học cơ sở Cao Minh, thành phố Phúc Yên chỉ tiến hành thu các khoản theo quy định, không tiến hành thu quỹ hội phụ huynh. Riêng đối với các khoản thu vận động do ban đại diện cha mẹ học sinh đứng ra cũng được bàn bạc thống nhất và công khai minh bạch với ban giám hiệu nhà trường và phụ huynh học sinh. Hai cái khoản mà thu nhạy cảm nhất đó là quỹ hội cha mẹ học sinh và quỹ lớp. Thì riêng quỹ hội cha mẹ học sinh là nhà trường không thực hiện thu, và riêng quỹ lớp thì thực hiện theo chỉ đạo từ cấp trên xuống, đó là mỗi một lớp thu không quá 150.000 đồng trên một em trên một năm. Và nhà trường cũng đã thực hiện, và cái quỹ đó thì giao cho chi hội trưởng của các lớp kết hợp với giáo viên chủ nhiệm sẽ triển khai thu. Để đảm bảo công khai minh bạch trong các khoản thu chi năm học 2024-2025, huyện Tam Đảo đã ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể công tác thu chi đối với các trường học. Trong đó nêu rõ các trường học không được tự ý đặt ra các khoản thu ngoài quy định, không có sự tự nguyện của phụ huynh học sinh. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng thu chi tại đơn vị mình quản lý. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý thu chi tài chính các khoản thu đầu năm học. Sau khi phụ huynh đồng thuận thì nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch và trình Ủy ban nhân dân xã phê duyệt và phòng giáo dục đào tạo thẩm định các khoản thu. Và đồng thời thì chúng tôi cũng yêu cầu các nhà trường cũng hướng dẫn cho phụ huynh để thực hiện tất cả các khoản thu đều không dùng tiền mặt, và các khoản thu này đều được phản ánh trên hồ sơ sổ sách của đơn vị. Đảm bảo công khai minh bạch các khoản thu đầu năm không chỉ giúp tăng cường niềm tin của phụ huynh và nhà trường mà còn góp phần xây dựng môi trường giáo dục công bằng, hiệu quả. Việc chấn chỉnh và thực hiện đúng các quy định sẽ tạo ra những thay đổi tích cực trong ngành giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.